Sau đây là những lời nhắn nhủ của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, vào ngày thứ 26 của cuộc chiến. Những người tự do của một đất nước tự do. Ngày thứ 26 của cuộc chiến toàn diện đã kết thúc. Sau 8 năm gây hấn ở phía đông của nước ta, kẻ thù đang dần cố gắng di chuyển để tấn công một nơi nào đó, để chiếm giữ một con đường của chúng ta ở một nơi nào đó để băng qua một con sông ở đâu đó, quân đội Ukraine đã làm tốt lắm đẩy lùi những nỗ lực này và kìm hãm những kẻ đánh chiếm. Hôm nay, quân đội Nga đã tấn công vùng Zotomir bằng tên lửa Grads. Họ đã bị đáp trả thích đáng. Một máy bay địch khác bị bắn rơi tại khu vực Kharkiv gần Chuhuiv. Quân đội của chúng ta đã bắn hạ rất nhiều máy bay và trực thăng của Nga đến nỗi người ta chỉ có thể tự hỏi các phi công của họ có gì ngoài tâm trí có phải cũng chỉ là sự trống rỗng tôi nói từ cũng không phải là ngẫu nhiên vì họ chắc chắn có sự trống rỗng thay vì trái tim thay cho linh hồn thay vì tất cả cho những gì làm nên một con người Boris Romanchenko một cựu tù nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã đã bị giết ở Kharkiv. Ông 96 tuổi, Hãy nghĩ thử đi, ông ấy đã trải qua rất nhiều. Ông đã sống sót ở Buchenwald, Dora Metropol, Penemonde và Bergen-Belsen. Những băng tải tử thần do Đức Quốc xã tạo ra và ông đã bị giết bởi đạn pháo của Nga bắn trúng vào một tòa nhà cao tầng bình thường ở Kharkiv. Mỗi ngày trôi qua cuộc chiến này làm cho chúng ta càng cảm thấy rõ sự phi phát xít hóa của họ thật sự là gì. Ở Kherson, những kẻ chiếm đóng đã nã súng vào những người xuống đường một cách hòa bình mà không có vũ khí trong một cuộc diễu hành đòi tự do của họ, vì tự do của chúng ta. Những người lính Nga thậm chí còn không biết được tự do là như thế nào. Thành thật mà nói, họ bị đưa đến đây như thể bị kết án kết án tự hình, kết án để ô nhục. Một loạt dân thường đã bị bắn ở vùng Zaporizhia, có rất nhiều trẻ em. Bốn đứa trẻ phải nhập viện, hai trẻ đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vào ban ngày, tám hành lang nhân đạo đã hoạt động. Vùng Kiev, Donetsk và Luhansk, Vozal, Ocha, Velika Demirka, Mariupol, Lysikon, Severodonetsk Popansnya và Crimea. 8.057 người đã được cứu. Cảm ơn tất cả những ai đã làm điều đó, những ai đã làm việc cho người dân. Chúng tôi cũng đã chuyển được 200 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Hà Lan Rutte và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Chúng tôi đang điều phối các lập trường của mình trước thềm các hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại châu Âu. Cuộc họp của G7, các nhà lãnh đạo của NATO và Liên Âu sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Lập trường của chúng tôi chắc chắn là sẽ tốt. Tin tôi đi, chắc chắn là nó sẽ rất vững vàng. Tôi đã ký một sắc lệnh về việc trao tặng các mệnh lệnh và huy chương cho 105 chiến binh của chúng ta tôi biết ơn mỗi người trong số họ thật không may bảy người trong số họ được trao tặng sau khi đã hy sinh đó là một ngày của những sự kiện khó khăn những kết luận khó khăn nhưng đó là một ngày nữa sẽ đưa tất cả chúng ta tới gần hơn với chiến thắng của mình vì hòa bình cho đất nước của chúng ta vinh quang cho ukraine